vị, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu tháng 7 đến nay, số ca bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng nhanh. Đặc biệt hơn, trong một tuần gần đây, trung bình mỗi ngày, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận trên dưới 30 ca tay chân miệng. Cao điểm có ngày gần 50 ca, gấp 3 đến 4 lần so với những ngày đầu tháng 7. Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 791 ca tay chân miệng. Chỉ riêng 10 ngày qua, toàn tỉnh ghi nhận đến 300 ca. Đây cũng là tuần ghi nhận số ca bệnh nhiều nhất từ đầu năm đến nay, trong đó khoảng 25% bệnh nhi tay chân miệng phải điều trị nội trú. Trước chiều hướng số ca tay chân miệng tăng nhanh, ngành y tế tỉnh khuyến cáo các gia đình có trẻ nhỏ chủ động phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ theo khuyến cáo của ngành y tế để hạn chế thấp nhất những rủi ro do dịch bệnh tay chân miệng gây ra.